Chào tất cả anh một thủ nha, quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ mùng 3 tháng 1, bây giờ tôi còn lên cho con là 26 mẫu cần. Và có hai con máy nha, máy thì hai con máy nhỏ thôi. Cho nên mình lô nha, lô cậu ISO này, một con Abu, một con Olympic. Thì cần giới thiệu sơ lược những dòng như là có ISO, độ cứng cao nha, độ cứng 3, khuyên nhỏ. Một số cần lô, em có một con lô Daiko này. Lô Daiko như này. Lô Daiko Rorook. Một số cần súp, độ dài cần từ 3m6 đến 4m2 cho mình. Cần cắm gốc thì có những dòng Cozit cầu biển được này. Đây, cần lô thì có một khúc và cần khai khúc. Cần tay thì ở đây em có từ dài là cần từ 3m9 đến 8m5 nha, 8m5. Rất là nhẹ cho mình luôn. Có một con đai qua carbon gold, một số cần Hechi, cần lô cần 2-3 khúc đánh ngâm lan xe. Trong những đây thì có những dòng mà cần độ cứng cao nha, độ cứng cao cho mình. 2-3 ngọn đầy đủ NFT vào lớp. Và anh em chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại 0923 534 779. Tất cả mặt hàng bên là mặt hàng Nhật Bãi đã qua sử dụng. Thì em sẽ báo rõ tình trạng cần trên video cho mình tham khảo kỹ hơn. Ship code 30.000 một đơn, hai sản phẩm sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình ạ. Và mã số 1 thì em lấy cho mình con máy trước. Con máy nha, con máy số 1 thì là một con máy của dòng Olympic nha. Con dòng Olympic dòng Spin K KX700, con này full carbon. Đây full carbon nha, thì phương ra máy rất là nhẹ. Con này xe thật của máy đó cho mình tầm khoảng vào 2.000. 2.000 thì rất là hợp với con lua này. Con lua câu ISO nha, rất là hợp. Olympic máy nhỏ nhẹ thôi. Con này hàng các bạn là Korea nha em, Korea. Con này thì cối này, có cước sẵn này, có cước sẵn cho mình nha. Cho nên máy thì hoạt động mượt này. Gạt cước rất là nhạy nha. Rồi test máy cho mình nha. Một chiều này. Con này thì giá của nó là 220 nha, 220.000. Rồi máy mượt nha, thích hợp mình cậu ISO, cậu lua là vừa. Ikeda cũng được cho mình ạ. Size nhỏ 2.000, con này có mã số 1, giá 220.000. 220 nha, tình trạng này có xước sơ sơ. Cho nên không ảnh hưởng đến máy cho mình. Máy số 2 sẽ có cho mình con máy nhỏ. Con này thích cho mình cậu Ikeda, cậu bè này. Đây, con rất nhỏ nha, con máy này của Abu nha. Abu Garcia nha. Size con này size của nó thì đây cho mình tầm khoảng 300. Size rất là nhỏ. Abu thì những cái dòng Abu thì của Thụy Điển hết này. Con này thì lô cước bằng hợp kim nha. Đây lô cước bằng kim. Toàn thân là carbon, lô cước hợp kim Abu Garcia. Trong hai máy này thì đổi tay trái phải được hết. Máy rất là nhỏ nhẹ luôn. Đây con lua của Ikeda được này, con tôm nha. Máy rất là nhỏ, thật là mình mua sưu tầm. Tình trạng này có xì xước sơ sơ. Con này chạy cho mình là 7 bơm rin nha em. Đây. 7 bơm rin nha. Rồi có này thì radio của máy là 5.1.1, tầm khoảng 1.5.1 á. Cùng những cái dòng như thế này, còn thì giá là 300. Em sẽ test máy cho mình này. Có ABS đầy đủ nha, một chiều rất là mượt. Đây. Cái máy rất là mượt nha, chốt chặn hai chiều này. Thế là mình mua sưu tầm nha, sưu tầm hoặc mình câu lùa máy nhỏ thôi. Câu lùa hoặc những câu những dòng như là Ikeda được này. Và mã số 2 300.000. Rồi cần số 1 thì em sẽ có cho mình con cần ISO, ISO carbon nha. Con này thì tương đối cứng này, hạ tay tầm khoảng 4-5H cho mình. Cần ISO carbon, con này có độ dài cần là 5m4, độ cứng 3. Con này phôi rất là đẹp nha, là tình trạng thế này. Bát là bát Fuji F7, tình trạng của đó là gốc á. Thì sẽ có một cái dây bảo hiểm ở đây. Đây, nắp chụp xoay vòng inox nha. Cái dòng thì rất là ok rồi, tay cầm thì làm nhám. Tổng thể như thế này. Độ cứng 3, khoen bát là khoen bát Fuji hết, những dòng thì Nhật Bãi. Ngọn của đó thì em đo cho mình là ngọn 1.6 ly. Đây ngọn 1.6 ly nha. Cần carbon này ngọn sẽ kèm cho mình 1 này, 2. Sẽ có kèm 3 khuyên chạy nha này. Đây khuyên chạy. Đây cái lóng của nó còn đẹp hết nha. Tình trạng thế này. Đây, cần rất đẹp nha. Thiết lập cho mình này, câu đơn, câu đài này bên em vẫn hỗ trợ hạ tay nha. Nếu con này thì em hỗ trợ là tháo khoen, tháo pad, hạ tay quấn chỉ chống nổ hết cho mình. Độ cứng con này hạ tay ra cho mình tầm khoảng 5H này. Cứng 3-5H nha. Trọng lượng là 340g, ngọn 1.6 ly, mã số 1, 850 cho em. 850.000 ạ. Đây. Hạ tay hạ bát thì anh em vui lòng cọc trước cho em ít nha, em sẽ hỗ trợ hạ cho mình. Rồi, mã số 2 sẽ có cho mình con cần lua rút nha em. Đây con cần lua rút nha. Con cần lua rút này cần của dòng Daiko. Thông số như sau. Cần lua rút cần này của hãng là Daiko, con này có độ dài cần là 3m9 nha em. 13 feet là 3m9 này, độ cứng hát. Cứng hát thì dạng như là cứng nhất rồi, con này cực cứng cho mình nha. Thông số tải mồi cho mình là từ 20 đến 60 gram, tải cá 12 đến 30 lp, tầm khoảng cá 15 kg là vô tư này. Rồi tay cầm có thể sẽ bằng cán mút nha, tay cầm cán mút bát là bát Fuji Gold. Đây bát Fuji Gold nha, tổng thể như thế này. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuxit. Đây dàn khoen Fuxit như này. Đây, khoen Fuxit nha. Con này thì giá tại cửa hàng này bán 2,5 triệu, thì anh em sẽ để cho mình giá tốt cuối năm như này. Con này thì hàng nội địa Nhật Daiko, ngọn của nó thì ngọn lớn này. Ngọn của cần thì đó cho mình là ngọn 2.8 ly. Đây là bu full xích. Những cái dòng này thì xin ngọn sẽ kèm cho mình 1 này, 2,
hai nha, có định vị hết nha này, có định vị khoen này, ba khoen chạy này, có định vị đầy đủ nha. Mình khá lắm như này, trong là tình trạng thì hơi cũ, tầm khoảng 90%. Con này khoen đề ba của nó là khoen gập nha, khoen gập, nó giống như là cần lục cho mình luôn. Con này tính theo cần lục á, thì độ cứng con này nó rơi cho mình tầm khoảng vào tầm khoảng tầm xế nha, cứng tầm khoảng xế cho mình á. Độ cứng hát tầng lưu thì dạng cứng cho mình rồi, tất cả là khoen full sit, có định vị khoen, định vị lóng đầy đủ cho mình này. Đây, Daiko 39, độ cứng hát, cứng tầm khoảng xế nha. Tổng thể như thế này, khoen sit, pad gold, tay cầm cán mút. Thì những cái dòng này anh em mà muốn mà pad mà muốn ngắn hay dài á thì em sẽ hỗ trợ cho mình cái pad kèm nha. Tức là một cái pad gập, anh em muốn gắn rồi sẽ hỗ trợ cho mình hết. Con này trọng lượng của nó là 380g, ngọn 2.8 ly, mã số 2, giá là 1.800.000 ạ. 1.800.000 nha. Mã số 3, số 3 sẽ có cho mình con kiềng xúc đánh lục đầu cần. Những dòng thì con ngâm cô đơn là được này. Cần xúc carbon, con này có độ dài cần là 3.9m, độ cứng là 25. Đây dòng carbon nha, nhật bãi. Tình trạng rất là ok, phôi carbon xoắn vân này. Pad con này là pad Fuji F7, có tem lửa này, hàng Korea xuất Nhật nha, nhật bãi cho mình. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji. Đây khoen Fuji là xứ đá xám. Tổng thể thế này này, độ cứng 25 thì ngọn cũng tương đối thôi. Ngọn có đây là ngọn 2.6 ly. Đây ngọn sẽ đi kèm cho mình là 1 này, hai khoen chạy nha, phôi carbon xoắn vân. Còn đẹp thế này, chung các lắm của cần thì còn rất là đẹp này. Tình trạng con này thì trên 95% nha. Thế là mình câu đơn, câu ngâm đánh lục đầu cần gần bờ đây. Đây những dòng này tải chì tốt nha, cứng 25, EX cho mình ạ. Rồi khoen còn đẹp hết cho mình. Trọng lượng con này thì tương đối nhẹ thôi, 350g, ngọn 2.6 ly, mã số 3, giá con này là 750, 750.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4, số 4 sẽ có cho mình con cần xúc. Cần xúc như này, con này của sân là Dynamic nha, Dynamic Ryobi, dòng cutter, độ dài cần là 3.9m. Con này thì đây nội địa Nhật nha, tem đầy đủ này. Cán của nó thì bằng cán gỗ nha, cái chỗ này thì nó có phớt một miếng. Đây, phớt một miếng gỗ như thế này. Tình trạng thế này nha, 39, bát là bát Fuji F7, phơi là phơi carbon xoắn này, nước sơn màu xanh. Khoen của nó là khoen Fuji nha, khoen Fuji xứ xám. Thì con này nó gắn cho mình thêm hai khoen, hai khoen nó gắn thêm thôi. Anh em thích thì về mình tháo hoặc để về cũng được nha. Trong là thì mình có hai cái, mình thích thì đánh bên này, còn thì mình đánh dưới này cũng được nha. Trong có hai khoen chạy, một khoen lớn và các khoen thế này này. Câu ngâm lan xe. Con này 39, ngọn của cần thì ngọn nhỏ, ngọn của đó là ngọn 2 ly. Đây ngọn 2 ly nha, cái đầu buồn được gia cố lại cho mình này. Bộ Fuji xứ trắng này mình. Ngọn 2 ly độ cứng con này tầm khoảng từ 23 đến 25, ngọn sẽ đi kèm cho mình 1 này. Có hai khuyên chạy nha, phôi carbon xoắn vân màu xanh, để dạng xoắn caro cho mình nha. Nước sơn còn đẹp này. Tổng thể thế này. Đây khuyên đề ba là khuyên gập và nó sẽ gắn cho mình thêm hai cái khuyên đề ba nữa. Cái này thì anh em thích thì mình về có thể là tháo ra hoặc để về cũng được nha. Mình thấy để về đánh cũng ok. Tại cường thủ bên Nhật trước thì nó làm như thế này rồi. Rồi khuyên đề ba, khuyên gập cho mình có hai khuyên cài kèm nha. Tất cả dàn khoen ok hết, ngọn 2 ly, độ cứng tầm khoảng từ 23 tới 25. Đánh lục đầu cần đánh gần bờ, nội địa Nhật. Con này trọng lượng của cần là 430g, ngọn 2 ly, mã số 4, giá cần là 700. 700.000 ạ. À. Tổng thể thế này nha. Mã số 5, số 5 sẽ có cho mình con cần xúc. Con này thì cũng tương đối này. Cần xúc carbon của dòng Omono carbon nha em. Cần có độ dài cần là 4.2m, độ cứng 25. Tầm khoảng EX. Con này hàng cũng là Korea xuất thị trường Nhật, tổng thể rất là mới nha. Đây, made in Korea, phôi carbon xoắn vân, cứng 25, 4.2m, pad Fuji F7, pad Fuji F7 nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, dàn khoen lớn nha, những cái dòng mà là khoen lớn này. Con này ngọn của cần thì ngọn vừa, ngọn của đó thì đo được cho mình là ngọn 2.4 ly, độ cứng 25, tầm khoảng EX. Đây, phôi carbon xoắn vân, ngọn sẽ đi kèm cho mình có hai khoen chạy nha, hai khoen chạy này. Đây, tổng thể như thế này, các lóng còn rất là mới nha này. 95%, 4.2 cứng 25. Dòng thì câu đơn câu ngâm được cho mình này. Khoen pad là khoen pad Fuji, made in Korea, xuất thị trường Nhật nha. Tổng thể thế này, con này trọng lượng cần tương đối nhẹ thôi, chỉ có cho mình là 390g, ngọn 2.4 ly, mã số 5, giá con này 800.000 ạ. Rồi mã số 6, số 6 thì em sẽ có cho mình con cần lục nha. Con cần lục của dòng C, con này anh em chuộng này, cái hàng này em về rất là nhiều nha, bán rất là chạy cho mình luôn. Cần súp nha, cái này của dòng Shimano, của dòng súp leader nha này. Súp leader độ dài con này là 4.05m, độ cứng là DST tầm khoảng 27. Đây, dạng súp bóng tôm nha, hàng đồ điện Nhật, có tem vàng đầy đủ này. Màu như thế này. Tay cầm con này thì được bọc bằng da nha, của dòng Cat Control này. Dòng thì cầm rất chắc tay cho mình ạ. 4.05m cứng 27, thế là anh em đánh lục á, tầm khoảng từ 25 đến
3 mét độ lại là vừa. Đây, Bass Fuji Stylus LF7. Dàn khoen của nó là dàn khoen full sheet nè. Cái dòng này nó chỉ thua cái dòng khoen trắng cho mình thôi. Chụp đánh gần bờ rất là tốt. Có này ngọn quốc cần, từ đó cho mình là ngọn 2.4 ly. Những cái dòng tay vẫn hỗ trợ hạ bass nha. Có định vị đầy đủ này. Con này còn mới cứng. Tình trạng của nó thì còn mới cho mình là trên 95% nha. Đặc định vị lóng, định vị khoen hết. Phơi carbon xoắn hay da thì gốc tới ngọn luôn. Cái dòng Slider này thì nó chỉ thua cái dòng khoen trắng cho mình thôi. Tình trạng thế này nha. Chụp cái lóng con rất là đẹp này. Đây, khoen là khoen full sheet hết. Đây, còn rất là ok. Thì những cái dòng mà cần súp này á, thì sẽ có nắp chụp cho mình hết nha. Nắp chụp Fuji kèm hết. Còn những cái pad này anh em muốn hạ pad xuống á, 25-30 thì em sẽ hỗ trợ hạ pad quay keo cho mình đầy đủ luôn. Đây, cọc chuyển khoản trước thì em sẽ hỗ trợ cho mình hết ạ. Con này trọng lượng 280g, ngọn 2.4 ly, mã số 6, giá cần là 3 triệu nha em. 3 triệu cho mình. Súp leader nha, DS khoen sheet cho mình. Đây, có thể cũng thể có rất là ok. 95%. Và tiếp theo mã số 7, đối với cần sẽ có một con cần cắm gốc. Con cần cắm gốc carbon. Còn thật những anh em mình nha. Câu rít, câu biển đến bạo lực đều được này. Cái này có độ dài cần là 1,5 m, độ cứng EX còn rất là cứng nha. Độ cứng còn tính là một cần 2-3 khúc á. Con này cứng tổng khoảng từ 100 đến 150 cho mình á. Tay cầm cán mút, bát con này là bát thường nha. Bát thường và khoen là khoen thường. Khoen thường lõi xít nha. Đây. Khoen thường lõi xít cho mình này. Tổng thể thế này. Có này ngọn cần thì ngọn lớn, ngọn 3 ly, độ cứng tầm khoảng từ 100 đến 150. Anh em đánh chì lớn nha, cầu bè, cầu ngâm đều được này. Dạng cắm gốc cho mình ạ, cần carbon. Đây, tổng thể thế này nha. Japan này, Nhật Bản. Ngọn 3 ly con này trọng lượng của nó thì cũng tương đối thôi, chỉ có cho mình là 290g, mã số 7, giá cần là 600.000 nha. 600.000 cho mình ạ. Đây, ngọn rất là lớn. Khoen là khoen thường loại xích cho mình nè. Đây, khoen thường xích hết. Rồi mã số 8. Số 8 thì em sẽ có một con cần cắm gốc. Con này cũng chuyên dụng cho anh em mình nè. Cầu xích nha, cầu biển đều được nè. Cầu lua được anh em mình nè. Cần thế này. Rồi thông số như sau. Cần này thì cần carbon, cần cắm gốc. Độ dài cần là 2m3, độ cứng 50. Có dòng Alpha Techco như này. Con này hàng bán là Korea xuất thị trường Nhật nha. Made in Korea. Đây có tem nội địa cho mình đây. Made in Korea nha, tem nội địa cho mình. Pad là Pad Fuji. Đây, con này là Pad Fuji nha. Pad Fuji chả vàng, chữ vàng này. Tay cầm thì bằng cán mút, cứng 50 cũng dạng vừa thôi. Đây, cũng dạng vừa nha. Cứng tính theo cần lôi, con này cứng tầm khoảng vỏ M đến MH. Dàn khoen cũng cần là dàn khoen full sheet đó nha này. Đây, dàn khoen full sheet 3 chân đó này. Con này thì còn nguyên bản nguyên zin nha. Ngọn của con này thì cũng ngọn vừa thôi. Đây, ngọn cần là ngọn 2.5 ly. Hỗ trợ đầu bu full sheet chống xoắn. Những dòng thì anh em có thể đánh ao sông hồ tự nhiên kết hợp được này. Cắm gốc. Những cái dòng cắm gốc á thì cái ngọn nó dài thì mình đánh rất là tốt nha. Nó sẽ cứng cáp hơn là những cái dòng hai khúc cho mình này. Tất cả dàn khoen full sheet, hàng Korea xuất Nhật. Đây, tem vàng đầy đủ như này. Con này thì cắm gốc trọng lượng của nó là 360g. Cần có bản số 8 này nè. Mã số 8 ngọn là ngọn 2.8 ly nha. Em nhầm, con này ngọn 2.8 ly. Giá cần là 900 ạ. 900 ngàn cho mình ạ. Rồi mã số 10. Số 10 thì sẽ có cho mình. Rồi con này mã số 8 nha nè. Số 8 thì còn là mã số 9 nha. Số 9 thì sẽ có một con cần lô. Con cần lô một khúc nha. Một khúc khoen xích nè. Rất đẹp. Đây, thông số như sau. Hàng nội địa Nhật nha. Cần lô một khúc máy đứng. Con này có độ dài cần là 6 feet như này. 6 feet nó ra cho mình tầm khoảng vào 1.8 nha. 1.8, cần này có dòng là Mithodon, nội địa Nhật nè. Tem vàng đầy đủ. Con này độ cứng tầm khoảng vào ML. Độ thải tải mồi cho mình là từ 2 đến 12g. Cũng dạng vừa nha. Trong thích hợp đến câu cảm giác. Tay cầm thì bằng cán mút này. Bắt là bắt phẳng nha. Xong Mithodon, nội địa Nhật này. Xong anh em chơi nhiều thì biết này. Cần rất đẹp. Có một cái dây buộc cho mình này. Rồi cái này thì dàn khoen là dàn khoen full sheet hết. Đây, dàn khoen cái này là dàn khoen full sheet. Có này thì ngọn cần ngọn nhỏ thôi, độ cứng tầm khoảng L tới ML. Hỗ trợ đầu bu full sheet ngọn rất là ngọn 1.6 ly. Còn tất cả dàn khoen full sheet nha. Nội địa Nhật. Nói trong cần một khúc thì anh em đánh sẽ có cảm giác tốt hơn. Và sẽ cứng cáp là cần hai khúc cho mình nha. Điều nó hơi bất tiện nha, mình di chuyển thôi. Và thông số tình trạng thế này. Đây có dòng Mithodon một khúc. Con này nhẹ nha em. Một khúc con này chỉ có trọng lượng 120g. Ngọn 1.6 ly, mã số 9, giá 800 ngàn ạ. 800, khoen xích nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ có một con cần cắm gốc nha nè. Con ráp khúc nha. Con cần ráp khúc nha. Cần thì mã số 10. Cần này của hãng là Olympic. Độ dài con này là 3m9 nè. 3 feet. 1, 13 feet này, 3m9 nè. Con này sẽ có đầy đủ cho mình nha. Đầy đủ cho mình là một cái nắp này. Nắp xin theo cần nha. Đây, ráp khúc, thay đập mình Coro Cozit. Độ dài cũng cần là 3m9, Olympic nội địa Nhật Bản, cần carbon. Đây, tình trạng thế này. Tay cầm nó thì được, đây, tay cầm thì được quấn chỉ nha.
vẫn chỉ cầm rất chắc tay. 39 carbon giả vân trúc cho mình. Đây, thích hợp mình coro cojit. Con này ngọn cần thì ngọn 1 ly, con này dọn là ngọn đặc ngọn tháp cho mình này. Tổng thể thế này. Độ cứng con này thì ra thẳng nha, tầm khoảng từ 2.5 đến 3h cho mình thôi. Trông thích hợp cho mình anh em mình câu cá rô, cá giết, là câu cá suối này, tình trạng rất là nhẹ luôn. Olympic nội địa Nhật này. Cần cắm gốc nha. Còn nguyên bản nguyên zin có hai cái nắp chụp kèm cho mình. Con này nhẹ thôi, trọng lượng của nó chỉ có cho mình là 110 g, ngọn 1 ly, mã số từ là mã số 10, giá con này là 600 nha. 600.000 ạ. Độ cứng tầm khoảng 3h thôi. Trong nó sẽ kèm cho mình là 4 khúc nha. Những cái dòng này cắm gốc thì anh em biết rồi. Nói chung là thích hợp cho mình là anh sưu tầm này. Sưu tầm mà rô giết nha. Giá là 600. Cái nắp chụp hết ạ. Nắp chụp bằng gỗ zin cho cần nha. Đây, nội địa Nhật. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 thì sẽ có cho mình con cần tay. Đây, con cần tay nha. Cần tay carbon, cần này của dòng là Gamma Seiko nha em. Đây, của dòng Gamma Seiko nội địa Nhật này, có tem vàng đầy đủ. Cần là cần carbon, nước sơn màu đỏ này. Tay cầm con này thì được cuốn dây mây nha. Đây, tay cầm con này thì được cuốn dây mây nha em. Và quét lớp keo này, chúng ta cầm rất chắc tay. Dòng Gamma Seiko tem vàng đầy đủ. Độ dài con này là 4,5m nha em. 4,5m, độ cứng tầm khoảng 3h thôi. Nó sẽ có kèm cho mình một cái dây này, cái dây để buộc bảo hiểm nè. Tổng thể thế này. Con này ngọn cần thì ngọn nhỏ, ngọn của nó thì ngọn đặc ngọn tháp, ngọn chỉ có là 0.8 ly. Đó, thích hợp mình có Rosic này. Rosic nha. Đây, dòng Gamma Seiko 4,5m. Tình trạng thế này. Rồi lóng 1, lóng 2, nước sơn màu đen. Còn các lóng còn lại thì full carbon này. Carbon nước sơn nha. Màu đỏ. Trông rất là đẹp nha. Còn tầm khoảng 99%. Độ cứng tầm khoảng 3h, ở trong con này thì tầm khoảng 3.5h á, cần ra thẳng nha. Độ nảy rất là tốt luôn. Cái ngọn cần là ngọn đặc cho mình. 4,5 tầm khoảng 3.5h, trọng lượng 145g, ngọn 0.8 ly, mã số 11, giá cần là 850. 850.000 ạ. Rồi mã số 12. 12 sẽ có cho mình con cần tay. Con này thích cho mình săn hàng nha anh em. Săn hàng cần có dòng đai qua nha. Đây cần tay của dòng đai qua carbon gold nha anh em. Đây carbon gold CG này, carbon gold nha. Cái dòng carbon gold này anh em rất là chuộng nha. Đây carbon gold. Cần tay carbon của dòng đai qua, độ dài con này là 8,1m. 8,1m nha anh em. Carbon gold, tay cầm con này thì được cuốn chỉ nè và một dây chỉ và dây mây cho mình. Cầm rất chắc tay. Phôi rất là dày. Đây, con này phôi dày nha. Con này thì chấm đen hay chấm cỏ dày bơi cho anh em chơi hết này. Rất là ok luôn. Phôi carbon xoắn vân của dòng carbon gold. Rồi tình trạng thế này, con này thì ngọn nhỏ thôi, ngọn rất là ngọn đặc ngọn tháp ạ. Đây con này ngọn cần là ngọn đặc ngọn tháp nha, ngọn 1 ly. Độ cứng con này tầm khoảng 5h, trong mà vừa không có cứng lắm. Cái chỗ này là chỗ tháp cho mình nha. Chỗ không là chỗ tháp cho mình này, ngọn đặc ngọn tháp, ngọn long phụng cho mình. Phôi của nó là phôi carbon. Đây phôi carbon nha. Carbon xoắn vân của dòng carbon gold. Carbon gold rất ít nha em. Trong lâu lâu thì có một vài cây về thôi, không có nhiều cho mình. Thì anh em rất là chuộng cái dòng này nha. Carbon silver thì ít hơn. Đây. Tình trạng thì có sức dầm một số chỗ nha. Còn lại thì ok hết. Đây qua. Con này cứng tầm khoảng 5h cho mình, nó cho nó phôi rất là dày. Trọng lượng của nó là 440g, ngọn 1 ly. Hàng nội địa Nhật, mã số 12, giá cả là 1,5 triệu nha em. 1,5 triệu. Đây qua carbon gold. Rất đẹp nha. Tay cầm của chị đầy đủ hết. 1,5 triệu. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 thì sẽ có một con cần tay. Con thì hàng tuyển cho mình nè. Cần tay như này, của dòng Shimano nha. Cái dòng Zoom, của dòng Azu này. Azu SX. Con này có độ dài cần là 8m, có chế độ zoom là 8,5m. Đây, độ cứng là H2.5. Có mã code này, mã code và tem vàng đầy đủ nha. Con này hàng phải là nội địa Nhật này. Thì con này tình trạng sẽ báo rõ cho mình như thế này. Thì con này ngọn của nó là ngọn zin theo cần. Nói chung trọng lượng con này rất là nhẹ cho mình luôn. Chỉ có cho mình là 250g thôi. 250g nha. Cái đai bu này thì em chỉ cần buộc thẹo đơn câu này 360 độ nha, chống xoắn. Ngọn cần là ngọn 1.4 ly. Ngọn zin theo cần. Con này thì bên Nhật người ta đã quấn chỉ chống nổi rồi. Đây, quấn chỉ chống nổi nha, lên keo rồi này. Cái dòng Shimano, dòng Zoom Azu này á thì rất là nhẹ luôn, nhẹ nha. Những dòng mà thì anh em câu cá hành cá sặc là được này, cá suối nha, trông rất là nhẹ, cầm trên tay cả ngày không có xi nhê. 8m, zoom 8,5m mà chỉ có 250g thôi. Đây phần gặp bên xoắn hay ra hết. Đã quấn chỉ nha em, đã quấn chỉ chống nổ này từ bên Nhật về luôn nha. Cái này thì hàng về có sao mà vậy, trông rất đẹp nha, công phu cho mình, muốn xin theo cần cho mình luôn. Rồi anh em muốn câu 8,5m á thì mình ngang đây thôi, còn mình câu 8,5m nè, mình rút luôn cái lóng này ra. Cái lóng zoom nha. Đây, rất là nhẹ luôn. Đây zoom 8,5m này. Còn không thì mình câu 8,5m á thì câu ngang đây. 8m nè. Rồi tổng thể như thế này nha, nguyên bản nguyên zin, độ 360 độ, ngọn 1.4 ly, cuốn semi chống nổ hết đầy đủ cho mình. Trọng lượng rất là nhẹ luôn, hàng nội địa Nhật.
cho mình xem phôi con này nha, 250g, nói chung là 250g, nhưng mà phôi nó tương đối không mỏng hay không dày lắm cho mình này. Xì nha em, zoom, phôi vừa nha, không mỏng không dày, carbon xoắn hết. Con này ngọn là ngọn 1.4 ly, trọng lượng 250g, mã số 13, giá cần là 2,5 triệu nha em, 2,5 triệu cho mình ạ. Shimano Azum nha, rất là nhẹ luôn, tình trạng còn mới trên 95%. Rồi tiếp theo sẽ có một số cần 2 khúc nha nè, 2-3 khúc cầu lưu, cầu ngâm, lăn xê hoặc là đánh cầu bè được nha. Tiếp theo là mã cần mã số 14, là một cần 2 khúc, còn là cần Hechi nha, Hechi cầu bè. Cần này của hãng là Olympic, dòng Century, độ dài 1.8, độ cứng 10. Con này hàng China xuất Nhật nha, có mã code này và tem vàng đầy đủ này. Đây có dòng Akaza nha. Tình trạng thế này, có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Cán là cán gỗ Panapad Fuji F6. Dàn khoan của nó là dàn khoan Fuji như này, Fuji 3 chân, lọ xí đá đen này. Con này ngọn cần thì ngọn nhỏ thôi, ngọn tầm khoảng 0.8 ly, ngọn đặc cho mình. Nó trong cứng 10 thì nó chỉ cứng Ikeda một xíu thôi. Rất là mềm nè. Cứng Ikeda một xíu cho mình này. Tổng thể như thế này. Con này còn rất là mới, tình trạng trên 95%. Đây, nguyên bản nguyên zin. 1.8 cứng 10, còn là tương đối mềm ạ. Trọng lượng là 110g, ngọn 0.7 0.8 ly ạ, mã số 14. Giá con này là 600.000 nha. Đây, Hechi cầu bè. Rồi mã số tiếp theo là một mã số cần. Mã số 15 nha anh em, mã số 15 là một con cần Hechi 2 khúc, độ dài cần là 1.8, con này độ cứng cao hơn, độ cứng 30. 30 thì cũng dạng ok nha, 30 thì nói chung là cứng vừa vừa. Anh em muốn bạo lực á thì mình đánh tầm khoảng 50. Rồi độ cứng 30, con này của hãng là Olympic luôn nha anh em. Olympic nội địa Nhật nha. Tình trạng thế này, cái cán thì bằng cán gỗ này, cho nên mình cầm tì tay chắc hơn. Đây tì tay nha. Pass là pass Fuji F6. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji phát quang, coi là thì hỗ trợ cho em mình có ban đêm á. Đây mình có ban đêm tốt hơn, khoen là khoen dạ quang cho mình này. Ngọn cơ là ngọn 2 ly, độ cứng 30 thì cũng dạng vừa nha. Trong này không cứng không mềm, Olympic nội địa Nhật này. Tổng thể như thế này. Tình trạng có hơi cũ và dàn khoen phát quang. Con này trọng lượng của nó thì nó dày hơn, con này trọng lượng của cần thì 170g, ngọn 2 ly, mã số 15. Giá cả là 600 nha này, 600.000 ạ. Rồi mã số 16, 16 thì có cho mình con cần lưu 2 khúc máy ngang. Đây cần lưu 2 khúc máy ngang nha. Còn lại thế là cho những cái này mình là lưu lóc, lưu chẽm. Tình trạng thế này. Con này thì độ dài của cần là 5.6, nó ra cho mình tầm khoảng 1.68, độ cứng ML. Con này độ cứng của nó tầm khoảng ML nha. Tải mồi cho mình là từ 7-21g, tải cá từ 8-20lp. Con này hàng của mình là nội địa Nhật nha. Dàn khoen của nó là dàn khoen full xích nha này. Đây, tất cả dàn khoen của nó là dàn khoen full xích hết. Ngọn cơ là ngọn 2 ly. Trong tình trạng của nó thì phôi carbon xoắn vân. Có hơi cũ nha, còn dàn khoen là dàn khoen full xích thế này. Đây, dàn khoen full xích hết. Con này máy ngang như này, máy ngang pass là pass Fuji vặn này. Cái tay cầm sau đây thì bằng cán gỗ, nó còn nguyên cái siêu. Đây còn nguyên cái siêu chưa bóc nha. Tổng thể thế này. Khoen full xích hết. Hơi cũ một xíu. 1m68, độ cứng ML, máy ngang. Con này trọng lượng 110g, mã số 16, giá cả là 500. 500.000 ạ. Đây, 500 nha. Khoen xích hết. Mã số 17 sẽ có cho mình con cần Hechi 2 khúc, chuyên dụng anh em rồi nha. Cầu ngâm, cầu lăn xê, cầu bè được này. Đây cần 2 khúc Hechi. Con này 2 khúc 2 ngọn, cần này có độ dài cần là 2m1, cần của hãng là NFT. 2 ngọn kèm, một ngọn cứng 80, một ngọn cứng 60. Trong hai ngọn con này thì cũng dạng cứng cho mình này. Cứng là nhân là 10 hoặc là 30 cho mình nha. Con này tất cả dàn khoen của nó đều là dàn khoen dạ quang hết, hỗ trợ mình công ban đêm tốt hơn. Ngọn cần là ngọn đặc nha. Ngọn đặc chỗ này chỗ tháp cho mình. Thì một ngọn của nó là ngọn 2 ly, độ cứng 60, còn một ngọn là 2.2 ly thì độ cứng tầm khoảng 80. Tổng thể con này thì còn nguyên bản nguyên zin, mới tầm khoảng vào 85% á, 90 nha. Là tình trạng thế này. Tay cầm con này thì nó được bọc một màng nha, bằng cắn mút á, còn bọc một màng nguyên siêu này, chưa bóc cho mình. Pass là pass Fuji F22, tổng thể thế này. Thế là mình câu bè câu ngâm nha. Câu bè câu ngâm được này. Hai khúc thì không khác gì hai cần cho mình rồi. Con này trọng lượng của cần thì một gốc một ngọn là 300g, mã số 17, giá cần là 750. 750.000 ạ. Thì hai khúc hai ngọn nha, không khác gì hai cần. 750. Mã số 18 có cái con cần hai khúc. Đây cần hai khúc có dòng Alpha Tico này. Alpha Tico cùng ngâm lăn xê. Còn rất đẹp nha. Cần hai khúc có dòng Alpha Tico, độ dài cần là 2.1, độ cứng là 60, phôi carbon xoắn hai da này. Hàng có bản làng nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji này. Dàn khoen Fuji hỗ trợ cho mình cái đầu bu Fuji xích chống xoắn, đóng sơ mi chống nổ này, phôi carbon xoắn hai da. Đây 2.1 cứng 60. Tổng thể thế này. Tay cầm thì bằng cán mút, pass là pass vặn Fuji chữ vàng.
Con này nhẹ thôi, ở trong trọng lượng của nó chỉ có cho mình là 300g. 300g nha, câu bè câu ngâm đều được này. Có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly mã số 18, giá cần là 750. 750.000 ạ. Còn rất là mới nha. Hỗ trợ double full seat này, chống xoắn. 750.000. Rồi tiếp theo mã số là mã số 19 nha em. Mã số 19 ở đây sẽ có một cần gần 2 khúc, chuyên dụng câu chép cùng ngâm lăn xe. Cần này thì 2 khúc, cần của hãng là NFT nha. Đây khúc là NFT cho mình này. Độ dài cần là 2m7, độ kính là 30. Của dòng mã power lớp nha. Power lớp phôi carbon xoắn hai da toàn thân luôn, từ gốc tới ngọn này. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji lọ xi lát xám. Đây khoen Fuji xi xám nha. Có độ cứng 30, ngọn cần là ngọn 2 ly, ở trong con này ngọn vừa thôi. Thế là biển này mình câu ngâm, câu lăn xe. Hàng nội địa Nhật có tem vàng đầy đủ. Tay cầm thì làm nhám nha, ở chỗ làm nhám này. Những cái dòng 30 này á thì thuộc dạng cảm giác, mình câu cá chép á thì nó không bị rách miệng này. Bass Fuji S22. Tổng thể thế này nha. Japan nội địa Nhật cái chỗ này còn dính một số vảy cá, hàng về chưa lâu. Tình trạng thế này. 2m7 độ cứng là 30, ngọn 2 ly, con này trọng lượng của cần là 240g. Mã số cần là mã số 19, giá con này là 1 triệu như này. Cần là 1 triệu cho mình ạ. Rồi tiếp theo mã số 20 sẽ có một cần gần 3 khúc nha. 2 khúc 3 ngọn này. Đây, 2 khúc 3 ngọn như này. Cần 2 khúc 3 ngọn, cần này của hãng là Alpha Techco như này. Alpha Techco, độ dài cần là 2m7. Con hàng Korea xuất thị trường Nhật nha, Made in Korea. Có tem vàng đầy đủ cho mình đây. Thì 2m7, 3 ngọn không khác thì 3 cần luôn. Con này thì cho mình xem thông số như sau. 3 ngọn của cần, một ngọn là từ 30 đến 50 dạng cảm giác này, một ngọn 50-80 dạng vừa, một ngọn 80-120 thì bạo lực nha, đánh ta đến chim được cho mình hết. Phơi là phơi carbon, đây phơi carbon xoắn vân. Dàn khoen là dàn khoen Fuji hết, ba chân loại xi lát xám. Bass Fuji DPS 24, tập lớn này. Đây, 3 ngọn khác thì 3 cần luôn. Thì những cái dòng này đều là ngọn đặt ngọn tháp. Thì ngọn lần lượt như sau, một ngọn là 1.8 ly, một ngọn 2.2 ly và một ngọn là 2.5 ly nha. Độ cứng lần lượt từ 30 đến 150. Khoen bát là khoen bát Fuji hết, Korea xuất thị trường Nhật. Đây, 3 ngọn nha. Không khác gì 3 cần cho mình rồi. 2m7. Con này một cúc một ngọn là 330g. Mã số cần là mã số 20, giá cần là 1 triệu 2 nha em. 1.200.000. Sau này có một cái rồi mất cái núm nha. Cái núm cao su không ảnh hưởng như mình đâu. Rồi tiếp theo mã số là mã số 21. Có một cần 3 khúc của dòng Daiwa. Đây, dòng Daiwa Horolock này. Nó sẽ có một cái dây buộc Daiwa cho mình ở đây luôn. Này. Rồi thông số con này như sau. Cần 3 khúc Daiwa, con này cái độ dài cần là 3m9, độ cứng 80. 80 thì dạng cứng như này. Dạng vừa cho mình này, dòng Powermet nội địa Nhật, mã code này. Và tem vàng đầy đủ hết này. Tình trạng này. Cứng 80, đánh tra đánh chim, đánh lục độ cần đều được. Dàn khoen là dàn khoen Fuji. Đây khoen Fuji xứ xám như này. Xứ xám. Tay cầm thì cán mút, bát là phát vặn Daiwa này. Đây phát vặn Daiwa dòng Horolock này. Tình trạng thế này, phôi carbon xoắn hai da Daiwa. Tổng thể thế này, con này dàn khoen Fuji xứ xám. Con này ngọn của cần thì là hỗ trợ cho mình một cái đầu bu full seat này, đóng semi chống nổ hết, ngọn 2.4 ly. Cần thì cần nguyên bản nguyên zin. Độ mới con này tầm khoảng 99%. Đây. Có xây xước sơ sơ cho nên không ảnh hưởng lắm. Đây, cần còn rất là ok nha, 39-80. Ngọn 2.4 ly, trọng lượng 400g, mã số 21, giá cả là 1.200.000. Bay qua 3 khúc nha. Cái dòng thì đánh rất là tốt cho mình này. Lọc được cần đều được, nội địa Nhật cho mình ạ. Rồi tiếp theo mã số 22, là một cần 2 khúc đầy qua luôn. Đây có dòng 2 khúc đầy qua Horolock nha. Phôi carbon xoắn 2 da, nội địa Nhật cho mình rất đẹp này. Thông số như sau, độ dài cần là 2m4, độ cứng 30, của dòng Powermet luôn. Đây, carbon wicker, rất đẹp như này, phôi carbon xoắn 2 da. Có này thì ngọn của cần tôi đo cho mình là ngọn 2.2 ly, hỗ trợ cho mình cái double full seat này, chống xoắn. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji, loại xi lát xám. Khoen Fuji xi xám. Có này ngọn của nó là ngọn 2.2 ly, à, tổng thể thế này. Có này còn rất là mới nha. Đây, phôi carbon 2 da hết, 24-30. Tay cầm thì bằng cán mút, bát là bất vặn này. Bất vặn Fuji như này, đây qua chính hãng cho mình luôn. Đây, bất vặn cho mình. Tổng thể như thế này, này. Có một cái dây buộc bảo hiểm luôn. Những dòng thì chuyên dụng công ngâm lăn xe nha. Công ngâm của lăn xe được cái này. Cái này thì vẫn còn nguyên cái siêu chưa bóc nha. Đây còn bịt lông này. Còn rất là mới. Ngọn của cần là ngọn 2.2 ly. Con này trọng lượng là 290g. Mã số 22. Giá cần là 900 như này. 900.000. Đây phôi carbon 2 giá nha. 24-30. Rồi tiếp theo là một con cần 2 khúc. Cần 2 khúc của dòng Si nha. Shimano 2 khúc này. Đây tình trạng thế này. Cần 2 khúc Shimano. Con này có độ dài cần là 2m7. Độ cứng là 30. Hàng có bên là Korea xuất thị trường Nhật, sẽ có cái mã code này, tem vàng đầy đủ nha. Đây mã code tem vàng đầy đủ.
Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji 3 chân, loại sứ đá 6m. Con này thì nó bị hụt cho mình một xíu nha em, tầm khoảng 4cm á. Thì hiện tại nó còn cho mình là 2m66 cho mình này, 2m65-66 cho mình này. Thì hụt một xíu để cho mình giá rẻ thôi. Hiện tại thì ngọn của cần là ngọn 2.4 ly, hàng Korea. Tay cầm thì bằng cán mút nha. Bát con này là bát vặn này. Bát vặn Fuji Shimano chính hãng luôn. Tổng thể thế này. Còn mới tầm khoảng 85%, nó bị hụt trên một xíu, tầm khoảng 4-5cm cho mình. Dàn khoen Fuji hết. Chuyên dụng anh em công ngâm la xe đánh chép đều được. Con này trọng lượng cần tương đối thôi, chỉ có cho mình là 270g, rất là nhẹ, mã số 23. Giá con này là 600. 600 ngàn, 2m730 nè. 600. Rồi mã số 24. 24 sẽ có cho mình con cần 3 khúc. Thì những dòng này cũng chuyên dụng công ngâm la xe, ao sông hồ tự nhiên này, đánh chép đều được. Con này 3 khúc, độ dài con này là 3m3, độ cứng 50, dòng carbon, cũng tương đối nha, 30. Con này ngọn cần thì ngọn lớn, ngọn này em đo cho mình là ngọn 3.4 ly, đóng sơ mi chống nổ, tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji hết. Đây khoen Fuji 3 chân nha, khoen xích hết cho mình ạ, độ cứng 50, cho nên 50 thì cũng vừa. Tay cầm thì bằng cán mút này, bát là bát vặn Fuji, chữ vàng F22, tổng thể thế này. Sau này thì có hai cái miếng nút nè, nó mất một cái nút cho mình bên này rồi, có một cái dây bảo hiểm ở đây. Tình trạng con này thì còn mới, trên 90%. 3.3 cứng 50, tem vàng đầy đủ như này. Con này ngọn là ngọn 3.4 ly, trọng lượng của nó là 360g, mã số còn là mã số 24 ạ. Giá con này 850. 850.000 nha. Đây, keo ký còn mới này. 850 cho mình ạ. Rồi tiếp theo mã số 25. Mã số 25 một con cần 3 khúc, mình cũng công ngâm la xe luôn. Đây, 3 khúc nha. Full carbon 2 da hết. Cần 3 khúc, cần này của hãng là Sunfit, độ dài con này là 3m6, độ cứng là 60 nha, 3m3 độ cứng 60. Sunfit dòng double carbon. Cái dòng này á, phôi nó là phôi carbon xoắn hai da hết, con này hàng là nội địa Nhật nha, Japan này. Dàn khoen Fuji xứ xám, con này hỗ trợ cho mình cái đầu bu chống xoắn này, đóng sơ mi chống nổ. Cái con này là phôi carbon hai da cho này. Cái nước sơn màu trắng nó phủ lên thôi. Cho mình xem gốc của nó này. Đây, phôi carbon hai da hết này. Còn nguyên bản nguyên zin nha. Tay cầm thì là bằng cán mút và carbon. Cứng 50 cũng dạng vừa, 60 cũng dạng vừa cho mình nha. Phải là phát vặn Fuji F22. Đây, phôi còn đẹp nha. Đến ngầm lăn xe được hết này. Đến chép là vừa. 60 thì cũng vừa, ta không cứng không mềm. Trọng lượng con này cho mình là 370g, ngọn 2.8 ly, mã số 25. Giá cần là 850. 850.000 ạ. Tình trạng thế này nha. 3 khúc. Rồi cuối cùng thì mã số 26. Sẽ có cho mình con cần 2 khúc nha. Con này cứng 2 khúc, chất liệu của nó là Graphite nha. Con này tương đối cứng này. Rồi cần 2 khúc, con này thì của hãng là của dòng nội GMG nha em, nội địa Nhật nha. Độ dài con này là 2m4. Chất liệu Graphite. Dạng khoen này dạng khoen Fuji biển này, ba chân loại dạng chân luồn nha, xứ xám. Con này ngọn cần thì ngọn lớn, ngọn là ngọn 5.2 ly. Con này 2m4, độ cứng của nó rơi cho mình tầm khoảng 150 đến 200. 150 đến 200 nha. Đây tình trạng thế này, nội địa Nhật. Tay cầm thì bằng cán mút, con này thì có hai cái pad. Pad zin của nó là pad vặn này, F24. Thì bên Nhật á, bên Nhật là người ta là chủ yếu là người ta đánh á, đó là pad cao nha, hàng Japan này. Đây pad cao thì nó gắn thêm một cái pad nhỏ trên này. Đây, pad Fuji F5. Pad này anh em thích thì về mình tháo ra hoặc mình để về cũng được nha, trong không ảnh hưởng gì. Nên là thích đánh pad cao thì mình để cái này cũng được. 2m4 con này cứng tầm khoảng từ 150 đến 200 cho mình. Ngọn lớn 5.2 ly nha, tổng thể như thế này. Japan. Đây, khoen pad Fuji hết, nội địa Nhật cho mình. Con này có trọng lượng của nó là 480g, mã số cần là mã số 26. Giá của này là 500 nha. 500 ngàn. Chất liệu Graphite nha, phai carbon. Đây, tình trạng con này thì rất là cứng nha, đánh bộ lực được. Rồi tổng thể đây có cho mình là 26 mẫu cần và hai con máy. Anh em ưng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại, ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn nha. Rồi chúc tất cả anh em có một ngày vui vẻ này, câu thật nhiều cá nha em. Cuối năm thì anh em mà chọn được mẫu tốt nha, em sẽ ship tốt số cho mình này. Anh em có thể trải nghiệm cuối năm tốt hơn. Rồi hẹn anh em lên sau nha. Chào tất cả anh em ạ.